Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay tôi nhận được một chiếc loa Bluetooth hiệu Harman Kardon. Đấy, tôi lật phần sau lên cho quý vị xem. Khá là đẹp. Thì chiếc loa này cậu em tôi có bảo là pin rất là yếu, cho nên là bây giờ tôi sẽ tháo ra để kiểm tra xem như thế nào. Pin thì khi tôi kiểm tra thì nó hơi yếu thật. Đấy, nó xèo một phát. Rất là yếu. Đây, tôi cũng chưa tháo chiếc loa này bao giờ cả. Vâng, đây rồi thưa quý vị. Đơn giản thế này nhưng mà rất là khó tháo. Wow, phía bên trong của nó khá là chất nha quý vị. Vâng, thật là tuyệt vời. Hãng Harman Kardon đã trang bị cho chiếc loa này hai loa chính, hai loa chép và hai loa cộng hưởng. Phía trước một loa và phía sau một loa. Loa cộng hưởng rất là mạnh nhá. Rồi thì bây giờ tôi sẽ tháo ra. Ốc thường thường nó sẽ nằm ở trong này. Đây là thưa quý vị, phía bên trong này có ốc. Wow. Phía bên trong rất là khủng thưa quý vị. Rồi. Ô, mà loa này pin ở đâu nhỉ? Tôi vẫn chưa thấy pin nó nằm ở đâu quý vị ạ. Có khi là pin nó nằm ở khu vực này. Nếu như đúng viên pin nằm ở khu vực này thì nó khá là bé thưa quý vị. Vâng, đây là nội thất bên trong của chiếc loa Bluetooth. Wow, khá là nặng thưa quý vị. Và mạch hoàn thiện cũng khá là đẹp. Bảo sao mà nghe nó lại hay vậy. Rồi thì bây giờ tôi sẽ đi vào phần chính. Đó chính là độ pin cho chiếc loa này. Bây giờ tôi sẽ tháo phần nắp này ra. Ồ, quả đúng như tôi dự đoán thưa quý vị. Chiếc loa này to như vậy nhưng mà xài có một viên pin thôi. Một viên pin 18650 có dung lượng là 2600. Như vậy thì quá ít so với một chiếc loa mà to như thế này. Chính vì Harman Kardon sử dụng một viên pin cho nên là viên pin này phải sạc xả quá là nhiều lần nếu như chúng ta sử dụng hàng ngày, và nó cũng sẽ nhanh hư. Thì bây giờ tôi sẽ thay viên pin này, đồng thời là tôi sẽ độ thêm hai viên pin nữa. Như vậy là tôi sẽ độ 3 viên pin cho chiếc loa này. Đầu tiên thì tôi sẽ tháo phần này xem là có mạch không. Khi chúng ta tháo những viên pin như thế này thì chúng ta phải hết sức cẩn thận nha, để tránh là hư hại và tránh chập điện gây nguy hiểm. Đây thưa quý vị, như vậy là viên pin này đã được chạy qua mạch bảo vệ. Mới đầu thì tôi tưởng là mạch bảo vệ được tích hợp ở trên cái bo to kia, nhưng mà không ngờ là họ lại tích hợp ở phía phần này, khá là nhỏ. Vâng thưa quý vị, với một chiếc loa to như vậy mà chỉ có một viên pin này thì sẽ quá là yếu. Vì vậy cho nên là đầu tiên thì tôi sẽ thay viên pin này bằng viên LG MH1, và đồng thời thì tôi sẽ độ thêm hai viên nữa. Như vậy có nghĩa rằng là tôi sẽ dùng 3 viên pin này để chạy cho chiếc loa Harman Kardon. Và với 3 viên pin mà mỗi viên là 3.000 thì như vậy là tôi sẽ có là 9.000. Và để đảm bảo an toàn thì tôi sẽ dán cách điện, cách nhiệt và bảo vệ đầu dương cho viên pin.
Vâng, thưa quý vị, như vậy thì tôi đã dùng lại cái mạch bảo vệ cũ của sao pin hồi nãy để gắn cho một viên pin này, và đồng thời thì tôi sẽ dùng hai mạch bảo vệ khác nữa để chạy cho hai viên pin mà tôi độ thêm. Vâng, với vị trí ban đầu của viên pin thì nó sẽ nằm ở vị trí này, và tôi sẽ dự kiến là để hai viên pin chế ở góc này. Đấy, ở góc này thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến khu vực xung quanh lẫn cái loa cộng hưởng này. Vâng, đây là vị trí mà tôi đã chế hai viên pin vào góc này. Rồi thì bây giờ tôi sẽ lắp phần nắp này lại. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy thì tôi đã chế xong 3 viên pin vào cái phần khung của chiếc loa Hartmann Cardone này. Và bây giờ thì tôi sẽ lắp lại để xem là nó hoạt động như thế nào nhá. Vâng, xong rồi thưa quý vị, bây giờ thì tôi sẽ bật nguồn lên. Đấy. Rồi, và tôi sẽ bật sang chế độ Bluetooth. Rồi, nó tìm vậy là sắp tới rồi đấy quý vị. Đây rồi thưa quý vị, HK Onnit. Rồi bây giờ tôi sẽ mở thử một bảng nha. Rất là ok nha quý vị. Rất mạnh luôn. Vâng, và video của tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua đã theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của tôi. Thì quý vị nào mà chưa đăng ký thì hãy đăng ký để theo dõi những video tiếp theo của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Tạm biệt quý vị.